Chuyến bay mang số hiệu VN06 chở 219 công dân Việt Nam, trong đó có 129 bệnh nhân dương tính với COVID-19, từ Guinea-Bissau về nước đã hạ cánh xuống sân bay Nội Bài lúc 15 giờ 10 hôm nay. Toàn bộ số bệnh nhân này đã được đưa về Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương để cách ly, theo dõi và điều trị. 16 giờ 45, đoàn xe đầu tiên chở các công dân đã về đến Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương. Theo thông tin từ bệnh viện, toàn bộ chuyến bay chở công dân về nước, gồm cả phi hành đoàn, sẽ được chia là 3 tốp, mỗi tốp 4 xe đưa về bệnh viện cách ly điều trị. Các hành khách dương tính và phi hành đoàn sẽ được bố trí tại khoa ngoại, sản để theo dõi diễn biến bệnh. Các bệnh nhân dương tính lần lượt sẽ được chia về các khoa như viêm gan, virus ký sinh trùng và nội tổng hợp, vân vân. Được biết, trong quá trình bay, hai hành khách khó thở đã được cấp cứu kịp thời để tiếp tục hành trình. Hiện hai bệnh nhân sức khỏe đã hoàn toàn ổn định. Để sẵn sàng cho chiến dịch tiếp theo tiếp đón các bệnh nhân, Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương đã giải tỏa toàn bộ bệnh nhân các bệnh lý khác đang còn ở lại cơ sở 2 của bệnh viện những ngày trước, dành toàn bộ giường bệnh và phòng cách ly đón bệnh nhân COVID-19 và người đến cách ly. Trước mắt dự kiến có 250 y bác sĩ được điều đến chăm sóc, điều trị tại hai cơ sở. Tại cơ sở 2, khu vực này sẽ quay lại cách ly như thời điểm dịch nóng nhất là tháng 2 đến tháng 4 vừa qua. Guinea-Bissau là nơi Việt Nam chưa từng mở đường bay. Để chuẩn bị cho chuyến bay thẳng 30 giờ, đảm bảo an toàn cao nhất, chuyến bay không nhập cảnh mà chỉ lưu lại sân bay tối đa khoảng 2 tiếng để đón 219 công dân Việt Nam. Quá trình tuyển lựa đã chọn ra phi hành đoàn gồm 19 người, trong đó có 5 phi công, 8 tiếp viên nam, 2 nhân viên kỹ thuật mặt đất cùng 2 bác sĩ, 2 điều dưỡng của Bệnh viện Nhiệt đới Trung ương.